Rồi con chơi đây, chơi trò chơi nuôi vịt đi, nuôi nguyên bạch vịt bầy vịt đi nha. Rồi con mở ra đi, con mở hộp ra. Lấy đồ chơi, con chơi đây, cái hộp này nè, nguyên hộp đồ chơi con nè. Chơi trò chơi nuôi vịt đi, quá trời một bầy vịt luôn, để xích cục để vào đây nè. Rồi sắp vịt ra nè, con sắp vịt ra đi, để con này qua bên đây đi ha. Để nó qua đó rồi sắp đi, con chó sắp ra riêng bên đây. Con chó đó, con này phải con chó không? Để mẹ. Con này con chó hay khỉ thì nhìn thấy để mẹ coi rồi, con chó. Con vịt, đợi sắp vịt ra đây, vịt màu vàng nè. Con này màu gì? Con màu vàng. Giỏi. Rồi sắp màu vàng ra. Có màu vàng đâu, không có màu vàng thì sắp màu khác. Đấy là con này con gì? Con gà. Con gà sắp qua bên. Cái đó hả, màu cam. Con gà này con sắp qua đây đi ha, để riêng ra nè. Đó. Con này con gì ạ? À? Con này con gì? Con thỏ. Con thỏ màu gì? Con thỏ màu đỏ. Con sắp qua đây, để qua đây. Đúng nghe. Để không được đứng không được, để cho nó nằm đi con. Để nằm xuống đây nè, nằm xuống. Để nằm vậy đó, vậy hỏi. Rồi. Rồi thôi. Rồi tiếp nè. Rồi tiếp. Trời. Tiếp. Nghe đó nè, sắp con vịt màu vàng ở đây, lấy con vịt màu cam nè, con vịt màu cam đây, mẹ cầm cái này cho, để đây nè, đó để đó. Rồi con sắp con vịt màu cam nha, này vịt màu cam nè, màu cam nè. Sắp con tới, sắp con vịt màu màu xanh ra đây, màu xanh đây nè. Con này con gì à? Con này con gì? Con heo bếp ba. Con heo bếp ba. Màu gì? Màu vàng. Giỏi. Rồi sắp qua đây. Màu vàng. Đúng rồi. Rồi sắp mấy con vịt màu xanh ra đi. Màu xanh là màu nào đâu? Màu gì? Màu này hả? Màu này màu hồng. Màu hồng. Con gì? Con này con gì vậy? Con coi coi con đó con gì? Con gì? Con này con gì vậy? Con khỉ. Con khỉ. Rồi sắp con vịt ra đây. Rồi xanh sắp để riêng nha, sắp ngồi dưới đây nè. Rồi một sắp màu xanh ra đây. Rồi sắp nữa đây. Đây. Rồi cái màu xanh ra. Rồi con mới sắp, con sắp dịch màu hồng ra đây. Đúng rồi sắp qua đi con, để đi đây mẹ chỉ cho, cái này phải không, ở đây nè đó. Rồi tiếp, sắp tiếp đi. Rồi còn một con cuối cùng. Xong còn một con cuối cùng xong.
Ôi, em nuôi một bầy vịt luôn nha. Nha. Em nuôi một bầy vịt đó. Ôi, đủ màu luôn nha. Vịt của em nhóc màu hết trơn luôn. Màu cam, màu vàng, màu xanh, màu hồng. Ừ. Xong rồi. Nói sao? Rồi. Xong rồi đó hả? Con có cho vịt ăn không? Vịt nó ăn không? Cho vịt uống không? Vịt uống vịt ăn hả? Con nuôi vịt rồi có cho nó ăn không? Hay nó đói? Rồi con chơi không? Con chơi, con chơi thì con ra con chơi. Còn nếu con không chơi nữa thì con dẹp bỏ vô cái hộp này. Để xíu xíu hả? Để xíu hả? Rồi con chơi thì con lan ra con chơi. Còn nếu con không chơi nữa thì con dẹp. Con dẹp con bỏ những con vịt này nè, những cái đồ chơi này bỏ vô hộp cắt. Rồi con cắt vô 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 hộp nha. Thôi con đừng nói bậy. Nói bậy là không được. Nói bậy là không có nên. Nít con không có nên nói bậy. Rồi con không chơi nữa thì con dẹp vô hộp cắt nè. Thôi đừng nói bậy nữa ngoài, đừng nói bậy. Thôi 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 không có nói bậy nha. Nè, rồi, học, học. Không chơi nữa không? Không chơi, dẹp vô. Ừ. Chơi không? Ôi nè, bé nè, bé nè. Rồi, chơi không? Không chơi, không dẹp vô nha. Thôi hả? Ê, hư, hư cái hộp. Hư cái hộp, không có hộp đựng đó. Quá trời nhiều vịt rồi nè. Rồi. Vịt nhiều quá là sao ta? Nuôi. Ừ. Thấy con vịt dễ thương quá đi. Rồi. Bỏ bỏ vịt vô hộp cắt đi con. Nha. Không à, không chịu hả? Không chịu thì con chơi đi. Đây nè, sắp lại cho nó ngay ngắn ha. Sắp lại cho nó ngay ngắn coi. Ít lại cho nó ngay ngắn coi. Có ai thích nuôi vịt với em không? Ừ, có ai thích nuôi vịt với bé không? Nuôi vịt với bé nè. Ồ, bên đây nhiều con vật quá ha. Nè.